một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua 17 tháng 7. Theo đó, trong lúc ghen tuông, người chồng đã dùng kéo đâm chết vợ mình và một nam thanh niên, sau đó ra công an đầu thú. Thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1974, ngụ tại Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nói chuyện điện thoại với vợ là Đỗ Thị Hoàng Diễm, sinh năm 1975, đã nảy sinh ghen tuông, Dũng nghi ngờ chị Diễm có quan hệ bất chính với anh Nguyễn Thanh Tiếng sinh năm 1990 nên cầm hung khí đi tìm rồi đâm anh Tiếng. Anh Tiếng bỏ chạy 400m thì gục chết tại chỗ. Sau khi đâm anh Tiếng được 5 phút thì Dũng thấy chị Diễm về nhà nên chạy ra cầm cây kéo tiếp tục đâm chị Diễm nhiều nhát khiến chị gục tại chỗ. Chị Diễm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Dũng ra công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày hôm nay 18 tháng 7, công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ chuyển vụ án mạng hai người tử vong lên công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.